anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lý hình, hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Kính thưa quý cụ ông bà anh chị em, một câu chuyện đáng buồn. Có một lần tôi được mời đến sức dầu cho một ông bệnh nặng. Rồi sau đó ông trình bày về cái sự tức giận của người anh em trong gia đình. Tôi nói với ông ấy rằng: Vậy thì trước cái chết này ông phải tha thứ cho người anh em của mình đi, thì ông mới được sự bình an, tôi mới ban bí tích hòa giải cho ông. Nhưng mà rồi thì ông nói rằng: Không bao giờ, tôi chết để bụng, và chết tôi mang cái nợ tôi đi, tôi dứt khoát không tha. Và tôi cũng vẫn kiên nhẫn ngồi để khuyên răn, nhưng cuối cùng thất bại. Và mong được ơn lành của Chúa để tha thứ tội lỗi cho ông. Tiếc thay, nỗi đau ông cưu mang mấy năm trời quá lớn, nhất quyết ông phải ôm xuống mồ, tức là vẫn chưa có sự tha thứ cho người anh em của mình. Và ông đã chết trong đau khổ. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?
môn đệ Phêrô thật sự có lòng bao dung quá chứ. Nhưng mà Thầy còn dạy ông về một tình yêu bao la hơn, một tình yêu luôn sẵn sàng tha thứ cho anh em mình. Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là 70 lần 7, nghĩa là tha thứ vô điều kiện và tha thứ không có giới hạn. Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu của Ngài rất đẹp, luôn yêu thương và sẵn lòng tha thứ cho những kẻ làm hại mình. Yêu thương được thể hiện cách rõ nét nhất qua việc ta tha thứ cho kẻ gây lỗi với mình. Kẻ đã gây ra thương tích cho mình, vết thương trên thân xác, sau thời gian sẽ lành lại, nhưng vết thương trong tâm hồn thì khó hơn nhiều. Ông già trong câu chuyện trên đã không tha thứ cho người anh em của mình vì vết thương ông cưu mang trong lòng không lành được. Cái tôi của ông bị xúc phạm, ông không thể tha thứ, vì thế vết thương ấy vẫn còn. Sự thường, thưa quý của ông bà anh chị em, chúng ta dễ dàng quên đi lỗi lầm của mình, nhưng muốn quẳng nó để được nhẹ lòng. Nhưng lạ thay, lỗi lầm của những người khác gây ra cho mình thì ta cứ nhớ mãi, có khi mang theo cả xuống mộ. Ta cũng mắc nợ, một món nợ rất lớn, khi tôn chủ đòi thanh toán sổ sách thì ta sấp mình xuống lạy lục, mong được có thêm thời gian để trả. Tên đầy tớ kia nợ cả 10.000 yến vàng, dù có bán y, bán vợ con y và tất cả tài sản mà trả nợ cũng không thể trả hết nợ. Cho nên tôn chủ động lòng thương cho y về và tha luôn cái món nợ đó. Lòng thương xót của tôn chủ đã giải thoát cho y một gánh nặng mà chính y không thể gỡ được. Có những người khác cũng nợ y những món nợ, có lẽ vì thế mà y không có tiền để trả nợ chăng? Vừa được xót thương, y cảm động đến rưng rưng nước mắt. Đang hớn hở trở về thì y lại gặp ngay một kẻ nợ y có 100 quan tiền thôi. Nhưng mà y liền túm lấy, bóp cổ và bảo: "Trả nợ cho tao." Tiếng thét giận dữ của y khiến nhiều người xung quanh đó giật mình, còn kẻ mắc nợ thì run cầm cập, sấp mình xuống mà năn nỉ. Người đồng bạn cũng năn nỉ y như là y đã năn nỉ với tôn chủ của mình. Nhưng mà y đã không mảy may động lòng. Y tống anh vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Y vừa được đón nhận một món quà vô giá, nhưng chính lòng thù hận đã khiến y đánh mất món quà ấy. Y không còn được tôn chủ xót thương nữa, nhưng chính y phải trả lẽ cho việc mình làm. Có lắm khi ta cũng hành xử giống y như vậy. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa xót thương cho chính thân phận yếu đuối mỏng giòn của chúng ta, nhưng lại không thể bỏ qua một sự xúc phạm nhỏ nhen mà những người anh em của chúng ta gây ra cho mình. Có khi ta thứ tha rồi, nhưng lòng vẫn còn ngăn cách, chỉ bởi ta chưa hết lòng tha thứ, nghĩa là xóa lỡ, xóa tội. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay cộng đoàn giáo xứ chúng ta chầu mình Thánh Chúa thay giáo phận. Sáng hôm nay chúng ta khởi sự bằng thánh lễ khai mạc lúc 6:30. Sau đó chúng ta đặt mình Thánh Chúa để cho cộng đoàn chầu, và 10 giờ trưa hôm nay có thánh lễ đồng tế, có 15 quý cha đã tới tham dự thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận, cho cộng đoàn chúng ta. Có lẽ trong các giờ chầu từ sáng đến tối, các hội đoàn cũng dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể những lời cầu nguyện cho cá nhân của mình, gia đình và cộng đoàn của mình. Chắc chắn mỗi người chúng ta có những ưu tư trong cuộc sống của mình. Ưu tư ấy là gia đình, là công việc, hoặc những mối bòng bong trong cuộc sống của mình, cơm áo gạo tiền. Và có lẽ trong cái lời cầu nguyện ấy cũng có những người đang có những cái xúc phạm đến người anh em của mình. Và chúng ta là con nợ của Chúa,
và chúng ta cũng là người mắc nợ anh chị em của chúng ta quá nhiều. Xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Chúng ta vẫn đọc kinh lạy Cha là thế. Chúng ta đã có thời gian cả ngày hôm nay trước Thánh Thể Chúa để cật vấn tâm hồn của mình, xem còn ứ động những hiềm khích nào, những thù oán nào, còn một cái gì đó làm cho chúng ta hậm hực mỗi khi nghĩ đến cái chuyện của người anh em mình không? Hãy hết lòng tha thứ cho anh em thì Cha của anh em trên trời mới tha thứ cho chúng ta. Chúng ta được mời gọi vào bàn tiệc Thánh Thể Chúa khi chúng ta tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, bàn tiệc của một tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta lãnh nhận mình máu Thánh Chúa, Đấng đã nhiều lần vì chúng ta bị đâm thâu, bị chết trên thập giá, Ngài vẫn sẵn sàng trở nên của ăn, của uống để nuôi dưỡng cho chúng ta như một món quà vô giá. Nếu Ngài không thứ tha thì chúng ta có được vinh dự để đón rước mình máu Thánh Chúa mỗi ngày không? Thiên Chúa tình yêu là Thiên Chúa của giàu lòng thương xót. Hãy tha thứ cho những ai xúc phạm đến Ngài. Hãy đón nhận Thánh Thể bí tích của sự hiệp thông trọn vẹn, cái chủ đề mà hôm nay giáo xứ chúng ta đưa ra để cầu nguyện cho sự hiệp thông của giáo hội, giáo xứ, gia đình và cộng đoàn chúng ta. Mỗi người chúng ta hãy noi gương Đức Giêsu về sự tha thứ trên thập giá. Chúa Giêsu nói: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Hay trong tin mừng của Thánh Luca cũng nói: Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thì được Thiên Chúa thứ tha cho. Và như thế, chúng ta can đảm và quảng đại tha thứ cho những người anh chị em của mình, nơi gia đình, nơi cộng đoàn, nơi công ty, xí nghiệp, nơi trường học, vân vân, để chúng ta xứng đáng làm con của Cha ở trên trời, Đấng làm cho mưa xuống trên những người lành cũng như người công chính, những người dữ cũng như kẻ tội lỗi. Lạy Chúa, xin dù lòng thương xót chúng con, xin cho chúng con cảm nghiệm sâu xa lòng nhân từ của Chúa, để chúng con không ngừng tha thứ cho những anh chị em đã xúc phạm đến chúng con. Amen. Xin mọi người đứng lên tuyên xưng đức tin.